Dạ, em xin chào các anh chị. Em quay lên cho anh chị cái cây Ring of Fire. Cây này là cây va nha anh chị, thuộc họ Philo. Thì họ Philo, cây này là cây thân leo anh chị nhé. Thân leo nhưng mà cái tốc độ phát triển, cái phần chiều dài thân ấy nó rất là chậm. Cho nên thường thường bên em trồng thì em sẽ trồng để cho nó dạng trồng bình thường này, không có trụ. Cây em đang bán thì nó có chậu như vậy thôi. Anh chị nào muốn sang cho nó cái trụ thì anh chị mua về rồi anh chị thêm nó một cái trụ nhé. Nói chung là trụ con ngắn thôi là đủ rồi. Cây em đang bán là size lá trên 20 anh chị nhé. Trung bình nó khoảng 23 sen này. Cây bên này cũng vậy này. Đó, em cái lô cây này thì em còn nhiều cây. Em quay đại diện cho anh chị một hai cây như này thôi. Cây va anh chị nhé. Cái lá thì khi mà mình nó càng lớn ấy, thì cái phần rãnh này nó càng nhiều này. Và nó sẽ càng sâu hơn một chút này. Đó. Đó, màu thì rất là đẹp anh chị này. Cái cây này thì giá nó bình dân rồi. Ngày xưa thì nó cao lắm, bây giờ giá nó bình dân rồi. Anh chị có thể dễ dàng mình sưu tầm được những cây như này chơi rồi. Một cặp này mình để mình chơi Tết cũng khá là đẹp anh chị nhé. Tuy là nó nhỏ thôi thì mình có thể mình để cái phòng khách này, bàn phòng khách này, hoặc là ở cái tủ kệ tivi này, rất là hợp lý cho cái dịp Tết này. 150.000 một chậu thôi anh chị nhé. Anh chị mua được một cặp thì em giảm thêm hoặc là em miễn ship cho. Đó, mua được một cặp thì em miễn ship cho. Sai lá trên 20 rồi. Cái tầm này thì tốc độ phát triển sẽ nhanh. Cái này là em sang chậu này em cũng chưa có thêm phân đâu. Cây đã phát triển khá là tốt rồi. Cái này mình thêm phân nữa thì nó phát triển thì cực kỳ nhanh. Đó. Rồi anh chị có nhu cầu về cái dòng cây này inbox cho em nhé. 150.000 một cây. Và một cặp này thì em miễn ship. Rồi em xin cảm ơn anh chị.